Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ đã thực hiện 26 trên 56 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt trên 46% kế hoạch năm. Theo đó, 8 trên 9 quận huyện đang xây dựng bộ chỉ số cải cách hành chính, đánh giá kết quả thực hiện tại các phòng ban chuyên môn nhằm đánh giá toàn diện chính xác tình hình kết quả cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị. Về các thủ tục hành chính, thành phố Cần Thơ rà soát đơn giản hóa 5 thủ tục đối với lĩnh vực xây dựng, đạt chi phí tiết kiệm trên 75%, đồng thời giảm trung bình 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thanh tra. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,35%. Riêng hệ thống dịch vụ công 1022, thành phố tiếp nhận và xử lý hơn 1.300 thông tin yêu cầu phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức. Thành phố có 122 cơ quan đơn vị đã công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015.